Pepsi không calo, thêm chanh, thêm đã. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Em lại cứ muốn phải nhắc tới thằng bé Captain hoài à. Thì em đã có kinh nghiệm gọi là tiết chế, điều chế để làm sao cho những bạn như thế này có thể sử dụng nó vừa phải, đúng mực, hiệu quả. So em nghĩ là the best choice here sẽ là em ạ. Sounds hợp lý. Nhưng mà anh đến từ Lady Killer, một nơi mà cả rap và cả melody đều rất là mạnh. Dạ, em cũng là một thành viên của Lady Killer ạ. Can you fail? Can you fail? Nhưng mà nếu mà nói về tương lai của Đông Nam Á thì Suvoi đây sẽ có những cái đường lối để dành cho bạn. Hãy chọn Suvoi. Này là bên đầu ra em ơi. Đầu ra quan trọng hơn em. Nghe cái từ phấn khởi liền. Đâu chỉ có một mình Su đã từng biểu diễn ở Đông Nam Á hay là ra nước ngoài biểu diễn đâu. Hôm đó Bích đi du lịch bên Thái, Bích cũng rap ở trong phòng khách sạn mà. Hôm đó Bích đi du lịch bên Thái, Bích cũng rap ở trong phòng khách sạn mà. Cho em lại, xin phải cho em lại. Cho em lại, xin phải cho em lại. Cho em lại, xin phải cho em lại. Hay á, cái cũng hay lắm á. Cái đó đáng cân nhắc nha em nha. Cân nhắc để mình từ chối em nha. Ừ. Cái karaoke của Big là chắc chắn là khác hơn cái chuyện gặp anh Ephiro ở show Big Mountain. Yeah. Hey. Ayo, xin chào Rock Việt 2024. What's up? Lại là ấy à. Chào em. Thưa quý vị, có một nhân vật đặc biệt đột nhập vào khán phòng và đó là Ryder. Em là gì mà Ryder đi cổ vũ cho em vậy? Dạ, em là một thành viên trong gia đình với anh Ryder ạ. Lần đầu tiên cho em xin lời chào đến anh Thành, cũng là ba vị ban giám khảo, cũng như là bốn vị huấn luyện viên và tất cả khán giả đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Dạ rồi, em đến đây em chủ yếu là cổ vũ tinh thần cho Cookie thôi. Ok, ủng hộ ha. Lần này anh hy vọng là một người bạn đã từng có bài hát Hào Quang sẽ mang đến Hào Quang cho em. Yes sir, lại là DJ House. Thưa quý vị, Cool Kid với ba chọn từ các huấn luyện viên, thưa quý vị. Yeah, tuyệt vời, xin mời bên chọn. Wow! Wow! Rất là hay và anh thấy em đổi mới trong từng năm. Đầu tiên xin mời Bill Ray, người đạp đầu tiên ạ. Em rất là thích bài nhạc của bạn. Bạn rất là sáng sân khấu. Đó là một điều obvious nhất mà tất cả mọi người nhìn vào là thấy ngay luôn. Em thích cái sự tự tin của bạn và em thích sự lựa chọn cái bài nhạc của bạn. Bạn rất là sang. Sang và sexy. Em cảm ơn anh Bill Ray ạ. Nãy cái nhạc mà đẩy lên cái là tôi chịu liền. Dạ, yeah, bạn thể hiện cái phần rap của bạn cũng rất là tốt trước khi mà bạn cho mọi người biết là bạn hát kinh khủng cỡ nào. Yeah. Sau khi em nghe cái verse rap đầu tiên đó, cái cách mà bạn giữ flow, cái cách mà bạn ăn con beat đó thì em hoàn toàn bị thuyết phục. And anh muốn đem em về đội của anh. For real. Yeah, đúng rồi, đi về. Tội nghiệp, nhỏ nó hát sao cũng thở quá lỡ. Em ổn không? Dạ, ngay lúc này em không thể ổn hơn ạ. À, không thể ổn hơn nữa, đúng rồi. Đang bồn chồn quá, ba chọn lần mà. Mình có lon Pepsi. Trời ơi, sao tử tế, đẹp trai, dễ thương vậy ta. Mình lấy đường vô lự. Hãy cùng Pepsi không calo chảy hết mình cùng Rap Việt 2024 lên này được không ạ? Let's go! Quá trời rồi. Dạ, xin mời Suboy ạ.
Có lẽ là ai ở đây cũng sẽ thấy được là bạn hát rất hay đúng không? Và khi mà bước vô mà có bạn mình lên micro nói trước vậy thì chị rất là lo. Chị nói ồ, có phải là một phiên bản thứ hai nữa hay không? Đúng không? Nên cái này là một cái cũng khá là nguy hiểm nếu mà có bạn nổi tiếng nói trước mình. Nhưng mà thật sự là khi vào sâu vô trong bài hát thì mình mới thấy là à, hình như Cool Kid là Cool Kid chứ không phải là cái người bạn đang đứng ở dưới đây. Cảm ơn chị Sư Boy ạ. Với lại biết sao không? Tại đồng bọn mạnh quá. Đồng bọn tràn vô bên kia hú hét rồi là tự nhiên áp lực cho nhỏ rồi. Nhưng à, hôm nay em chiến thắng bằng thực lực. Dạ, em cảm ơn. Dạ, mời Big Daddy ạ. Thật ra em nhìn Cool Kid lên trên sân khấu thì em lại hình dung với ông bạn của em hơn. Nhỏ nhỏ và hay đeo kính diễn nhưng mà lại lên sân khấu thì rất cháy. Và cái cách bạn ấy thể hiện giai điệu, cái cách mà bạn làm những cái melody rất là bám beat từ đầu chương trình đến giờ nhá. Đây là một cái bài mà em nghĩ là bạn ấy dùng sample hiệu quả nhất. Như là một ca khúc mới, mọi thứ nó rất là smooth. Không có gì để chê Cool Kid cả. Nhưng mà em phải hiểu, năm ngoái ông anh của em là Ryder, khi mà lên sân khấu á, bạn ấy đã gặp phải rất nhiều những cái chỉ trích. Đó là bạn ấy dùng ít rap. Nhưng mà sau đó thì Ryder đã chinh phục con đường rap Việt và trả lời câu hỏi bằng âm nhạc của bạn ấy. Và sau đó là còn rất tỏa sáng ở Anh Trai C2. Thì ngày hôm nay em phải hiểu là cái ba cái sự lựa chọn này ấy, nó cũng khá là mạo hiểm cho ba huấn luyện viên ở đây. Bọn anh rất là muốn nhìn thấy em sẽ có nhiều rap hơn. Tất nhiên là em đến với đội nào thì sẽ có một cái màu sắc rap của em. Nhưng mà anh nghĩ rằng là em sẽ là một ca mà cộng đồng mạng sẽ gọi là dần dần đấy. Em cảm ơn anh Đức ạ. Ý em nói là dần dần yêu thương đấy hả? Nói chứ khó mà. Thỏa ban đầu khi mà mình muốn chinh phục người khác thì cũng sẽ có những cái bước đầu khó khăn. Nhưng mà anh nghĩ không có cái gì trả lời hay bằng thời gian hết. Đúng không? Cứ chứng minh em trai nha. Ok. Carrick, vì sao em đắn đo? Thật ra là cái bài hát vừa rồi của Cool Kid là một bài rất hay. Như Big nói là em sử dụng sample thực sự rất là hợp lý cho bài này. Và kể cả đoạn rap của em nó cũng rất là thuyết phục. Tuy nhiên có một cái vấn đề nó nằm ở anh thôi, không phải nằm ở em. Tại vì anh theo trường phái old school, cho nên là những cái em làm nó rất là new school, rất là phù hợp với mọi người xung quanh đây, như Suboy, như V-Ray, như Big. Anh sẽ thuần về rap nhiều hơn, chứ thực ra bài lúc này rất hay. Ok, xin cảm ơn quan điểm rất là rõ ràng của Carrick. Xin mời các vị giám khảo ạ. Ti ơi, em thấy sao? Đối với anh thì melody nó là cuộc sống của anh rồi, nó là hơi thở của anh. Nên là khi mà nhìn thấy một bạn chơi những cái này ra tấm ra món như vậy cũng rất là vui. Tuy nhiên, bây giờ các bạn đa năng hơn bọn anh rất là nhiều về cách bọn em tiếp cận khán giả, trình diễn, sản xuất và rất là nhiều thứ về sau này mà ngày xưa bọn anh không thể nào mà có được, tại vì là cứ phải tự học ấy. Anh nghĩ là bọn em sẽ đi xa hơn bọn anh rất là nhiều. Và với cái tâm thế là học hỏi như này thì bọn em còn tiến xa hơn nữa. Không chỉ ở Việt Nam đâu. Cái này là cái anh luôn nhìn và mong ngóng bọn em có thể làm được. Cố lên. Em cảm ơn Ti về nhận xét ạ. Thực sự là âm nhạc của anh đã truyền ảnh hưởng đến em rất là nhiều ạ. Và anh là một trong những thần tượng lớn nhất trong lòng em từ khi em bắt đầu theo âm nhạc đến tận bây giờ ạ. Sau đó tôi anh rất là Ti được không ạ? Thank you. What about you, F? This is the first melodic rap song here. ครับผมสำหรับผมนะครับผมว่าเขาอ่ะทำให้ผมรู้สึกดีใจมากที่ผมได้มีโอกาสมาแรปเวท2024ครับเขามีรัศมีของความเป็นสตาร์อย่างมากมีรัศมีของความเป็นไอดอลอย่างมากผมเชื่อว่าถ้าเขาได้ไปที่ประเทศไทยสาวๆที่ไทยจะต้องกรี๊ดเขามากๆแน่ๆเลยขอให้เราคิดซะว่าวันนี้ที่ผมมาเนี่ยมันคือการโชว์เลิฟกับเรสเปคกับฮิปฮอปเวียดนามทุกคนแล้วขอให้นี่คือวันเลิฟที่เราจะมุ่งหน้าไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันครับผม Thank you Thank you Thank you That's a big goal together. Xin mời các vị giám khảo hội ý để cho chúng tôi biết là bạn nên về với ai. Dạ, cho em xin lấy ý kiến thì một cái point anh Big Daddy nói cũng rất là đúng là chuyện gì đã xảy ra với Ryder từ mùa trước. Thì ở bên team của em lại cứ muốn phải nhắc tới bé Captain hoài à.
thì em đã có kinh nghiệm gọi là tiết chế, điều chế để làm sao cho những bạn như thế này có thể sử dụng nó vừa phải, đúng mực, hiệu quả. So em nghĩ là the best choice here sẽ là em ạ. Sounds hợp lý. Nhưng mà anh đến từ Lady Killer, một nơi mà cả rap và cả melody đều rất là mạnh. Dạ, em cũng là một thành viên của Lady Killer ạ. Can you fail? Can you fail? Nhưng mà nếu mà nói về tương lai của Đông Nam Á thì Suvoi đây sẽ có những cái đường lối để dành cho bạn. Hãy chọn Suvoi. Này là bên đầu ra em ơi. Đầu ra quan trọng hơn em. Nghe cái tin phấn khởi lên liền. Đâu chỉ có một mình Su đã từng biểu diễn ở Đông Nam Á hay là ra nước ngoài biểu diễn đâu. Hôm đó Bích đi du lịch bên Thái, Bích cũng rap ở trong phòng khách sạn mà. Hôm đó Bích đi du lịch bên Thái, Bích cũng rap ở trong phòng khách sạn mà. Cho em là anh phải cho em là anh. Cho em là anh phải cho em là anh. Cho em là anh phải cho em là anh. Hay á, cái ý cũng hay lắm á. Cái ý đó đáng cân nhắc nha em nha. Cân nhắc để mình từ chối em nha. Ừ. Cái karaoke của Big là chắc chắn là khác hơn cái chuyện gặp anh F-Hero ở show Big Mountain. Yeah. Together. Thấy không? Em thấy cái hàng thiệt mạnh nó cỡ nào hay hết chứ. Xin mời anh Thái hãy đại diện cho ban giám khảo cho tôi biết giám khảo sẽ hướng bạn khua khít về với ai. Ryder. Hả? Hả? Ryder. Em lên đây em. Em lên đây. Em lên. Sorry. Ryder. Ryder với khua khít bạn thân phải không? Dạ bạn chắc không thân lắm, anh tự nhiên tới cổ vũ nhẹ vậy thôi chứ không thân lắm đâu. Em, đối với cuộc thi này, với tất cả những cái thành công của bạn em trước đó thì nó có phải là một cái áp lực riêng của bản thân em hay không? Khi mà một người bạn của mình đứng trên sân khấu này và đã rất là thành công với một âm nhạc đấy rồi thì đấy cũng vừa là một áp lực của em, nhưng mà đồng thời đấy cũng là một niềm hy vọng rất là lớn của em ạ. Và em nghĩ đến đây thì em muốn chiến thắng bản thân mình và em muốn biến cái áp lực thành động lực nhiều hơn. Ok. A shout out to Ryder. Thank you Ryder. Hồi nãy chúng ta thấy là anh Thái Việt Truy và Ryder có một cuộc trò chuyện nhỏ. Không biết điều đó có làm thay đổi hay là ảnh hưởng gì đến quyết định của ban giám khảo dành cho bạn hay không? Xin mời anh Thái. Anh suy nghĩ team nào cũng ok cho em, nhưng mà bạn để giúp em sức mạnh nhất á, Who Your Tiền. B-Way! B-Way! Let's go! They called it. Thì chúng mình B-Way với thành viên tiếp theo, đó là Cool Kid. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Thực sự là từ vui thì nó không thể nào đủ diễn tả được cảm xúc của mình ngay lúc này, mà nó là rất chi là bùng nổ cảm xúc. Và đây là Cool Kid đến từ DJ House và mình là thành viên của đội B-Ray. Yes sir. Rap Việt 2024 20 giờ thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion. Our Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.